Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với KBSV 88 TV và đây là Kinh tế Easy. Cái tên Coca-Cola có thể được xem là một biểu tượng văn hóa ẩm thực của người Mỹ. Coca-Cola cũng là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu khi mà cứ mỗi giây lại có hơn 10.000 người đang uống thứ nước giải khát này. Nhưng có một sự thật là ông chủ đầu tiên của Coca-Cola, ông Arthur Gregg Candler, lại không phải là người phát minh ra thứ nước uống màu nâu này. Người đầu tiên sáng chế ra Coca-Cola là dược sĩ John Pemberton, chủ một phòng thí nghiệm và hiệu thuốc tư nhân, với mục đích sáng chế ra một loại nước uống bình dân để chống đau đầu mệt mỏi. Pemberton luôn giữ bí mật công thức sáng chế, bởi thành phần quan trọng nhất của thứ nước uống này có chứa một tỷ lệ nhất định tinh dầu được chiết xuất từ lá và quả của cây cola. Đây là loài cây chỉ có ở vùng rừng nhiệt đới Nam Mỹ, có thành phần đáng kể caffeine và cocaine. Cái tên Coca-Cola được Frank Robinson, kế toán trưởng của Pemberton, đặt tên bắt đầu từ nguồn gốc sinh học, nhưng đã thay chữ K bằng chữ C cho dễ nhìn và quen thuộc hơn. Khi sáng chế ra nước uống Coca-Cola, dược sĩ Pemberton rất tâm đắc và ông mang đi tiếp thị ở khắp nơi, đặc biệt là trong các quán soda bar đang rất thịnh hành ở thành phố Atlanta năm 1886. Tuy nhiên, thời điểm đó, thị trường vẫn chưa chấp nhận loại nước giải khát mới mẻ này. Sau đó, phải nhờ một sự nhầm lẫn tình cờ thì loại thức uống này mới bắt đầu thu hút được sự chú ý. Tại quán bar Jacob Pharmacy, một nhân viên pha chế đã nhầm lẫn khi mang siro Coca-Cola pha với nước soda thay vì nước lọc như công thức. Nhưng ly Coca-Cola pha nhầm đó lại trở nên ngon miệng và sảng khoái đến lạ thường. Sau đó, một số doanh nghiệp địa phương bắt đầu chú ý đến sản phẩm mới này. Đặc biệt là ông Arthur Gregg Candler đã tìm đến và mua lại cổ phần công ty của ông Pemberton. Đến năm 1888, khi dược sĩ Pemberton qua đời, công thức Coca-Cola được bán cho Arthur Gregg Candler với giá chỉ $300. Đến năm 1889, ông Arthur tiếp tục thâu tóm cổ phần từ hai cổ đông còn lại và hoàn thành việc sở hữu trọn vẹn nhà máy, công thức cũng như thương hiệu Coca-Cola. Sau đó, sản phẩm Coca-Cola đóng chai đầu tiên ra đời năm 1894 ở bang Mississippi. Cuối thế kỷ 19, diễn ra điểm mạnh của việc phân phối Coca-Cola đóng chai. Hai doanh nhân, Benjamin Franklin Thomas và Joseph Brough Whitehead đã tìm đến ông Arthur để thương lượng mua lại quyền phân phối Coca-Cola đóng chai với giá chỉ $1. Từ năm 1899, công ty của hai nhà khởi nghiệp trên đã trở thành nhà phân phối Coca-Cola đóng chai đầu tiên trên thế giới. Trong vòng chỉ 10 năm, từ năm 1899 đến năm 1909, đã có 379 nhà máy Coca-Cola ra đời nhằm cung cấp đủ sản phẩm cho thị trường, đặc biệt là thị trường đóng chai. Ngày nay, Coca-Cola là thương hiệu toàn cầu, có mặt tại hơn 200 quốc gia với hơn 10.000 sản phẩm được tiêu thụ mỗi giây. Và Coca-Cola cũng là nhà sản xuất của nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Sprite, Fanta. Hy vọng với một số thông tin kinh tế Easy mang đến, các bạn sẽ hiểu thêm về nguồn gốc thú vị của Coca-Cola. Nếu thấy video này hay và bổ ích, hãy like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé!